và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nữa cái đạm động vật với cái đạm thực vật thì nó có cái điểm khác nhau gì và chúng ta nên ăn cái loại đạm nào. Đây cũng là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm. Liệu đạm động vật có xấu không? Liệu đạm thực vật có tốt không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tìm hiểu. À, đầu tiên mình nói đến thành phần dưỡng chất trước đi ha, hàm lượng protein trước. À, đây sẽ là cái phần mà sau nếu anh chị em có học cái chuyên đề làm lên thực đơn dinh dưỡng á chỉ những anh chị em nào mà làm muốn lấy bằng của trường uh, cao đẳng công nghệ y dược Việt Nam hoặc là lấy bằng huấn luyện viên về yoga cổ thì anh chị em mới phải học cái chuyên đề là xây dựng thực đơn thôi tại vì nếu chúng ta làm làm chuyên về tư vấn dinh dưỡng mà chúng ta không biết xây dựng thực đơn thì không được đó thế còn đa phần các bạn ấy và cứ nói đến cái đoạn mà số má này là các bạn đi sợ ha nhưng dù dù có sợ hay không sợ thì chúng ta cũng cần phải biết đúng không ạ? À, thế thì ở đây là các bạn sẽ bắt đầu tính làm nhìn trong cái bảng protein động vật thì bạn để ý này, đây là người ta tính trong 100 gram cái bảng bên phải đó là người ta tính trong 100 gram beef là thịt bò, lamb là thịt cừu, pork là thịt lợn. Dưới này là ví dụ như là, như là thịt thịt phi lê rồi thịt gà, rồi gà có da rồi con gà tây, đó, con gà tây mà gọi là thịt gà, thịt gà nạc rồi thịt gà có da, thịt gà tây và thịt gà có da thì người ta sẽ lấy những cái loại này là những cái loại này là những loại khá là giàu protein à, và ở đây nó sẽ chia ra lean có nghĩa là nạc còn fat có nghĩa là phần béo thế bây giờ chúng ta sẽ xem xem là ở trong này thì nó có bao nhiêu phần trăm là protein ok thì nó sẽ có mặc dù bạn mua một cái miếng thịt hoặc cá về thì trong đấy nhìn thì nó là hình của một miếng thịt hoặc là hình của một miếng cá nhưng thực sự nó được cấu tạo chính là bởi ba phần là nước, protein và chất béo. Và người ta tính thế này này, cứ cái loại thịt ví dụ thịt bò, phần nạc thì có 74 g trong 100 g thì có 74 g là nước rồi. Có khoảng 20 g là protein và khoảng gần 5 g là chất béo. Nếu mà bạn ăn thịt bò mà ăn cái phần mỡ đó, có nghĩa là cái phần mà thịt gầu gầu rồi uh, gân rồi gầu rồi Nạm đó, mấy cái phần thịt mà phần mỡ không phải là phần nạc của nó đó thì nó chỉ có 24 g là nước thôi. Protein các bạn chú ý là chỉ có tới tôi làm tròn đó là khoảng 9 g, còn lại 67 g là chất béo. Đó, và cái chất béo này là chất béo mà dầu cholesterol nhá, là cái chất béo no ấy, cái chất béo mà uh, những người mà bị bệnh tim mạch ăn là không được ấy ha, nhiều thế này đây. Rồi bây giờ đến thịt cừu cũng tương tự, nếu mà phần nạc thì nước nó cũng là 70 gram. Bắt đầu protein nó nhiều hơn một tí cho là 21 gram đi. Còn chất béo là khoảng 9 gram. Nhưng nếu mà là phần béo, là những phần thịt giống như mình gọi là ba chỉ này kia đấy. Thì nước có 21 gram thôi, chất béo là tới 72 gram và protein chỉ có 6 gram. Thịt heo là cái thịt chúng ta hay ăn nhất. Nếu chúng ta ăn phần nạc, phần nạc là phần nào? Phần nạc ví dụ thân heo, lõi, lõi, lõi thân. Đó, mấy cái đoạn mà đoạn thật là nạc đó thì nó sẽ có là trong 100 g thì có 71 g là nước, khoảng 21 g là protein và có 7 gram là chất béo. Còn nếu bạn ăn ở cái phần mà phần phần thịt mỡ nhá, phần thịt mỡ thì chỉ có 7 g protein thôi, 71 g là chất béo còn lại 21 g là nước. Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn những loại thịt này mà chúng ta ăn phần mỡ của nó thì nó có rất nhiều các cái chất gọi là chất um, chất um, cholesterol đó. Và phần mỡ này thì nó khác với phần gân khi mà anh chị em học cái chuyên đề mà dinh dưỡng dành cho bà bầu và dinh dưỡng dành cho mẹ cho con bú thì đây là một trong những cái giai đoạn điển hình cho chế độ dinh dưỡng mà nó cũng có liên quan đến trẻ em luôn. Nghĩa là trong chế độ dinh dưỡng đó thì người ta lại được khuyến khuyến nghị là không nên ăn thịt nạc mà nên ăn cân bằng cả cái phần thịt có gân. Đó, thế thì nó cũng là do để có thể cân bằng lại được. Thế thì cái phần thịt gân nó khác với cái phần thịt mỡ nha cả nhà. Đó, thế thì anh chị em cũng chú ý một tí ha hay là thịt gà thịt gà chúng ta để ý là nếu mà phần thịt gà này gà thường này là cái phần nạc ấy là cái phần gọi là chicken meat thôi như kiểu ức gà hoặc là ví dụ cái phần uh, lườn gà hoặc gì đó thì trong 100 gram có 20,5 gram là protein chất béo ít 4,3 gram và uh, nước là uh, 74 gram và tương tự như vậy thịt gà tây thì cũng thế cũng có cái tính tương đồng Vậy thì gần như tất cả những cái loại thịt và cá đó các bạn thì nó đều có cái tỷ lệ là quãng chừng khoảng 20% là 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 đạm Vậy thì sau này các bạn sẽ được các bạn sẽ phải làm quen với công thức để các bạn tính ví dụ như là người ta sẽ yêu cầu bạn là bạn hãy lên thực đơn dinh dưỡng uh, cho bạn hãy lên thực đơn dinh dưỡng cho một người uh, ví dụ như là uh, tuổi trung niên uh, cao 1 mét 70 mươi Uh, nặng uh, khoảng uh, 70 cân thì người này nên ăn một ngày bao nhiêu thịt, bao nhiêu thịt cá uh, thì người ta sẽ bắt đầu yêu cầu mình lên một cái thực đơn cho 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 cái đối tượng đó thì lúc đó chúng ta sẽ phải bắt đầu chia ra ha để xem là bữa sáng bữa trưa bữa chiều là ăn như thế nào đó thì kéo lại là chúng ta lên thực đơn còn ngày hôm nay thì các bạn sẽ biết tính tổng năng lượng và nắm bắt được một cách cơ bản để rồi sau này khi mà các bạn có bạn nào mà đi chuyên sâu thì các bạn cũng đã có một cái nền tảng và cái phần này chúng ta sẽ không nhắc lại trong bất kể một khóa học nào nữa ví dụ như là trong khóa dinh dưỡng giảm cân thì những cái phần tính toán này nó khá là quan trọng nhưng Anna sẽ không nhắc lại cho nên là các bạn uh, buộc phải 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 nắm được nha bạn nào mà học cái dinh dưỡng giảm cân đó, là các bạn phải nắm được cái này ha rồi ngay cả cái phần mà dinh dưỡng dành cho những người mà bị bệnh mãn tính mà dự phòng các bệnh mãn tính ấy, thì chúng ta cũng cũng phải nắm được cái 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 đặc điểm này ví dụ như nếu một người mà bảo là cứ ăn thịt là có nhiều cholesterol thì thực ra đó là khi mà mình ăn thịt mỡ thì trong cái phần này nó cái phần mỡ này nó mới nhiều cholesterol chứ còn nếu mà bạn ăn phần nạc của thịt á thì bạn nhìn đi ạ nếu mà bạn ăn phần nạc của thịt thì nó đâu có nhiều mỡ đâu đúng không Nó không có cái gì lại là ngoài vượt ngoài ngưỡng của chúng ta cả Vậy thì nếu mà mình muốn ăn 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 chất béo thì chúng ta sẽ ăn cái loại cá béo còn khi mà ăn những cái loại mà um, thịt bò thịt gà thịt heo thì chỉ là mình lấy phần nạc đó mình lấy protein nạc của nó thôi ha đó mình cũng chú ý cái này luôn sau đó thì mình sẽ chuyển sang cái này để mình xem là những loại thực vật thì có hàm lượng protein như thế nào à, ở đây bạn cũng nhìn thấy là người ta cũng tính trong 100 g thì có bao nhiêu gam là protein và trứng là cứ 100 g là có khoảng 13 g là protein. Cho nên nhiều người mà nói rằng là trứng là nhiều protein nhất thì không phải nha. Thì bạn hình dung là quả trứng 100 g thì sẽ có 13 g là protein, miếng thịt 100 g thì sẽ có 20 g là protein nếu là thịt nạc. Thì như vậy thì bạn chia rồi đúng không? Một thông thường một quả trứng nó sẽ không tới 100 g đâu một quả trứng thì nó sẽ có thông thường sẽ có khoảng 7 đến 9 g protein. Thế thì bạn cũng nhắm thế này để bạn nhắm xem là uh, nếu một người một ngày uh, cần một lượng protein thì nếu mà mình ăn thì mình ăn chia thành bao nhiêu quả trứng, bao nhiêu phần thịt, bao nhiêu phần cá, bao nhiêu phần đậu thì như vậy thì mình sẽ nhắm kiểu như mình sẽ không có bị ăn tù mù á. Uh, và ban đầu tiên thì mọi người có thể mọi người thấy là nó khó nhưng mà sau dần là nó nó quen à. Ví dụ như là cứ một 100 g mà 100 g cá thì nó sẽ tạo ra quãng trường khoảng 200 calo. 100 g ví dụ thịt bò thịt heo ấy, thì nó tương đương nhau nó tạo ra quãng trường khoảng 240 đến 250 calo. Đó, tức là mình sẽ dựa vào đó để mà mình tính toán và mình cân đối xem mình có nên ăn hết là thực là động vật, mình có nên ăn hết là thực vật hoặc là mình có vừa ăn cả hai cái này Và vừa uống những cái loại whey bổ sung thêm protein hay không. Thì có tính được hay không mà nó nằm ở cái loại này ha. À, sau đó thì ở trong tự nhiên thì có một cái loại mà giàu protein nhất đó chính là tổ yến. Tổ yến là cứ 100 g là có tận 60 g là protein. Thì nó rất là giàu protein. Thế thì nhiều người sẽ nói là ô vậy thì ăn tổ yến cho nó nhiều protein. Và tổ yến thì cũng không, tức là nó là chế phẩm từ thực động vật nhưng không giết con yến. Ha, người ta nuôi người ta cũng để nuôi thả xong bắt đầu cho tự chạy về xong nó tự làm thì đấy nói chung là nó cũng khá là nhân văn đó thì là cái cái tổ yến đó ha nhưng mỗi một lần bạn ăn thì thông thường bạn ăn một cái tai yến đã là nhiều rồi và ăn một cái tai yến thì trong một cái tai yến thì khoảng 10 gram 10 gram tổ yến thì nó sẽ có khoảng 6 gram protein thế thì nó bổ bổ như thế nào thì bổ nhưng mà lượng protein của nó cũng không bằng lượng protein trong một quả trứng nghĩa là nếu mà tính là tính là nó là nhiều đạm á tất nhiên là với mỗi một cái uh, loại loại thịt hoặc là cá hay là tổ yến hay là trứng thì nó cũng sẽ có những cái tỷ trọng các axit amin khác nhau thậm chí trên cùng một một con vật thì những cái phần khác nhau nó cũng có cái à, thành phần các loại axit amin cũng khác nhau cho nên thông thường là bây giờ người ta người ta đi theo trường phái là ăn toàn phần nghĩa là ăn hết cả cái con đấy cho nên người ta sẽ theo trường phái là ăn những con nhỏ chứ không ăn những con to thì mới ăn hết được chứ con heo con bò thì ăn làm sao mà hết được đúng không ạ con cá thì ăn hết được con ngao con sò thì ăn hết được kiểu vậy đó rồi chúng ta sẽ sang là trong thực vật trong thực vật thì bạn sẽ thấy rằng là nổi bật nhất ở trong thực vật ấy nó là các loại đậu đậu đen đậu đỏ đậu xanh đậu nành à, thì tất cả các loại đậu này nó đều có cứ trong 100 gram nó sẽ có 23,6 gram protein có nghĩa là hàm lượng protein ở trong thực vật nó còn cao hơn ở trong động vật nhưng cái protein ở trong thực vật nó gọi là protein không hoàn chỉnh còn protein động vật thì nó lại gọi là protein hoàn chỉnh có nghĩa là cái loại hoàn chỉnh là sao? Là cái loại mà nó chứa đầy đủ các axit amin không thay thế. Cái axit amin chính là các đơn phân tử cấu tạo với nhau tạo thành protein các loại protein khác nhau. Thì những loại axit amin không thay thế có nghĩa là cơ thể chúng ta không tự sản xuất được mà buộc lòng phải lấy từ trong thực thực, thực phẩm. À, cho đến những người nào mà ăn chay hoàn toàn, ăn chay bao, bao gồm cả là không ăn trứng và không uống sữa, không uống những chế phẩm của sữa, không uống cả đạm whey cũng là thành phần của sữa thì uh, chắc chắn là người ta sẽ bị thiếu một số cái loại axit amin không thay thế uh, và nó sẽ không được cân bằng lắm đâu ha nhưng mà bù lại thì với những ai mà bị tim mạch thì uh, lại không nên ăn protein từ những con mà máu đỏ tại vì người ta e ngại là mình ăn có cả phần mỡ và trong này này nó có cái tỷ lệ cholesterol cao nằm ở trong cái phần chất béo no này này rồi mình thấy tiếp này hạt hướng dương cũng có cái hàm lượng protein rất là cao, cao hơn cả trong thịt luôn á. Nên là tôi bảo là ai mà có thói quen như tôi, có thói quen đi đâu cũng cắn hạt hướng dương ấy thì không cần phải ăn thịt nữa. <laughs> không cần phải ăn cơm nữa cũng no. Mà đó là sự thật ha. Hay là các loại rau, các loại rau như là rau cải bó xôi, bông cải, cả trái bơ, ớt chuông, bắp cải rồi cải xanh cải kêu á là tất cả những loại này thì đều có protein và nó có một cái hạt là hạt quinoa noa hạt này cũng là hạt rất là giàu protein và hay được dùng để mà ăn gọi là trong cái chế độ ăn theo kiểu phương tây là người ta dùng cái hạt này rất là nhiều hạt này các bạn có thể mua ở anna market nhé anna market cái gì cũng có trước khi mà Anna ăn theo kiểu raw food đó, có nghĩa là trước khi mà làm Siri là Anna ăn thô thì trong giai đoạn mà ăn thô thì mình giống kiểu là cả ngày chơi với cả Anna Market vậy đó mỗi tuần nó mắc thôi chứ còn cái gì nó cũng có tất cả những loại rau gia vị những loại rau ở nước ngoài ở Việt Nam không có nó đều có hết à, thế cho nên là mình làm được rất là nhiều món bây giờ ở nhà Anna vẫn có những cái máy mà làm mì spaghetti từ từ từ, từ bí ngòi á có nghĩa là cho vào cái điều nó thành sợi nó đẹp lắm đó, vẫn đang cất lúc nào có điều kiện sẽ biểu diễn cho các bạn xem ha à, có nghĩa là ngay cả nước sốt ăn raw food nghĩa là nước sốt cũng không nấu luôn ví dụ như là tất cả các loại nước sốt sẽ dùng bằng muối một chút muối một chút đường và và các cái loại hạt xay ra nhất là hạt điều hay là mắc ca hay là óc chó là xay ra để làm nước sốt nói chung là ăn vừa mắc tiền mà vừa chất lượng ha rồi trong các cái loại này thì nó có cái đậu phộng á, là trong 100 g có tới 26 g là protein. Cho nên là đậu phộng này uh, rất là được thường được thay cho thức ăn để ăn và Anna lúc mà thời điểm mà Anna ăn chay hoàn toàn 3 năm là Anna ăn đậu phộng này nhiều. Và trong đậu phộng này này nó chỉ có mỗi một cái thôi là nó rất trong đậu phộng và các cái loại đậu này luôn thì nó um, chứa nhiều omega 6 hơn so với omega 3. Cho nên là mặc dù những cái anh này là là đậu nguyên vỏ những loại đậu nguyên và còn nguyên hạt này là gọi là cũng là một nguồn protein và một cả là nguồn tinh bột chất lượng cao luôn đó là là giống như kiểu tinh bột mà tốt nhất ấy, thì nếu mà nguồn tinh bột tốt nhất ấy, thì có lẽ là người ta rất nhiều những cái chế độ ăn người ta đều đồng ý nó là đến từ các loại đậu này à, nhưng nó quá có quá nhiều omega 6 và nếu chúng ta không ăn những loại như là hạnh nhân, mắc ca, ốc chó vào ấy, thì nó sẽ không cân bằng được cái lượng omega 3 và nó sẽ làm cho những cái triệu chứng viêm bên trong cơ thể chúng ta nhiều hơn một cách rõ rệt và chúng ta vẫn bị mắc những nguy cơ bị bệnh những nguy cơ lão hóa rất nhiều ha. cho nên khi mà ăn uống thì các bạn sẽ phải tính toán cân bằng lại ha. À, ví dụ như cái buổi hôm trước các bạn có thể thấy được là omega 3 và omega 6 thực ra cả hai loại đấy thì đều quan trọng và đều cần thiết cả. Nhưng mà nếu mà bạn ăn mà bạn mà ăn nhiều omega 6 quá thì nó vừa gây co mạch vừa gây tăng huyết áp và uh, nó vừa làm gọi là những cái triệu chứng viêm nhiều hơn thậm chí cả những triệu chứng về não như là Alzheimer, Parkinson uh, hoặc là những triệu chứng về lão hóa, lão hóa da chứ không phải là ăn những loại này là sẽ đẹp đâu nhé cả nhà nhé. Ăn những loại này nhưng mà phải ăn cân bằng, tức là ăn thêm những loại hạt của quả hạch này nữa thì vào như hạt bí chẳng hạn thì nó lại giàu omega 3. Đó, ví dụ như thế thế là mình biết để mình ăn cho nó cân bằng hay là nó có một cái những cái loại là Greek uh, yogurt này cũng là một trong những cái loại rất là nổi tiếng là nhiều protein và người ta còn có một cái trường phái là ăn ăn kiêng á giảm cân á bằng cái việc ăn cái loại uh, sữa chua này nữa cơ ha ấy hoặc là bạn thấy là cái hạt óc chó cũng là hạt mà vừa dầu chất béo mà vừa dầu protein luôn ha này cũng rất là dầu protein thế thì nhìn vào đây mình mới thấy là nếu mà nói về lượng thì trong thực vật vẫn nhiều protein hơn là trong động vật và không phải trong những loại hạt không mà trong các loại rau củ quả, những loại là siêu siêu thực phẩm gọi là thực phẩm rất là tốt của chúng ta như là quả bơ, bông cải những cái loại như là ớt chuông hay là những cái loại rau lá xanh này thì đều có protein, chứ không phải chỉ có trong động vật với là có protein ha à, còn cái việc mà mình lựa chọn ăn thế nào á, thứ nhất nó là do cái nhu cầu của mình mình muốn là ăn vì phạm chủ đạo đức thuộc phạm chủ tôn giáo mình ăn những loại thực vật đó là lựa chọn của mình thế còn nếu mà hỏi Anna xét ở cái quan điểm về mặt dinh dưỡng thì Anna nghĩ rằng là không nên loại bỏ hoàn toàn chế phẩm từ động vật ít nhất là các bạn nên ăn trứng và nên uống sữa nếu như các bạn không thế là nếu như các bạn không 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 ăn protein động vật thì các bạn nên uống sữa vì nó cung cấp một số những cái thứ mà và trứng nữa một số những cái thứ thiết yếu ở trong đó hoặc là thêm tổ yến nữa cũng được có nghĩa là những thứ đấy nó cũng không có cái gì là vi phạm chuẩn mực đạo đức lắm ha. đó thì chúng ta ăn như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. thế còn lại thì nếu mà bảo là bỏ hết hoàn toàn thì lúc đấy um, nếu mà mình thuộc cái cái cái, cái thuộc cái uh, cái trường phái ăn mà uh, ăn để trẻ hóa, ăn để phòng chống bệnh mãn tính thì ăn chay trường được. Uh, với điều kiện là bạn phải biết cách ăn. nếu bạn không biết cách ăn thì nó còn hại hơn là bạn ăn uh, thức ăn từ động vật nữa cái thứ hai nữa là gì là đối với cái đối tượng mà đang mang thai thì bạn sẽ tăng rất là nhiều những nguy cơ rất rất nhiều các nguy cơ mất cân bằng trao đổi chất ở cả mẹ và cả ở cả em bé tương tự trong giai đoạn cho con bú hoặc là giai đoạn mà trẻ em đang trong độ tuổi phát triển à, tiền dậy thì dậy thì nói chung là lúc mà còn tăng trưởng là không được bởi vì thức ăn từ protein động vật nó bao gồm đi kèm rất là nhiều những cái kích thích tăng trưởng của tế bào và nó gọi là thức ăn của sự sinh sản À, thức ăn từ protein thực vật như ngày hôm qua chúng ta còn nhớ là à, giáo sư david sinclair cũng đã có đưa ra ở trong cái quyển sách um, lifespan thì ông ấy uh, lifespan thì ông ấy có nói là uh, nếu thức ăn bạn ăn thức ăn từ động vật thì nó là thức ăn của sự sinh sản còn nếu bạn ăn thức ăn mà protein mà từ thực vật thì protein đấy nó sẽ làm tăng cái khả năng dẻo dai tăng cái khả năng chống chọi của tế bào đó thế thì tùy vào cái nhu cầu của mình khác nhau mà mình ăn ha mình ăn còn ăn anna thì uh, khuyến khích là ăn protein thực vật và có bổ sung thêm trứng tổ yến mới lại là mới à, lại là sữa ha. Có nhiều người mà không uống sữa luôn, còn không uống sữa luôn thì bổ sung đạm whey.